Tối ngày 19 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội thông báo trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 4.869 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1.206 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 468 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận huyện, thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 389 ca, Hoàng Mai 355 ca, Nam Tử Liêm 282 ca, Bắc Tử Liêm 271 ca, Hà Đông 244 ca. Như vậy, từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 196.416 ca mắc COVID-19 với 893 ca tử vong, tỷ lệ tử vong chiếm 0,46% tổng số ca mắc. Theo Sở Y tế, tới hết ngày 18 tháng 2, toàn thành phố có 167.194 ca đang điều trị, theo dõi, tăng gần 24.000 ca so với ngày trước đó trong đó gần 161.400 F0 đang điều trị tại nhà, tăng 23.000 ca so với hôm 17 tháng 2 và 1.001 ca, tăng hơn 100 ca điều trị tại khu cách ly. Như vậy, hiện 97% F0 tại Hà Nội mắc COVID-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng, hơn 3% còn lại khoảng 4.600 ca phải nhập viện điều trị. Trong số này, có gần 4.300 ca điều trị tại Bệnh viện Hà Nội tầng 2 và tầng 3, 345 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hôm qua, Hà Nội ghi nhận 5 ca tử vong.